Người hát đi để em nghe người đấy. Nghe đi. Cổ tập. Ngồi đi. Cô sao ngồi đi Nguyên 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 ngồi từ thế mà để. Thứ hai chơi đèn ông sao đi. Của cháu là trường mầm non nào? Ngồi đấy mà ngồi. Hát và hát cháu lên ba cái ông giáo em à? Cháu lên ba. Cháu đi xe kích. Cô giáo chưa dậy về đấy. Em bảo con ngồi à? Chủ nhật cả nhà đều vui vì tung ngoan nhất nhà. Ngày xưa ở khu rừng nọ có hai anh em.